Sắp sinh viên, sắp giá rẻ nhưng yêu năng phải ngon. Đây chắc chắn là clip các bạn không nên bỏ qua. Sản phẩm hôm nay review chính là Original Clay by Hairzone, hay gọi là brand của mình. Thiết kế bao bì của Original Clay luôn có điểm khác biệt riêng, đơn giản, gọn nhưng vẫn có chút hào nhoáng. Nhưng thay đổi lần này thì lại không nằm ở bao bì của Original Clay. Chất sáp vẫn giữ được độ creamy nhất định. Tuy nhiên các bạn có thể thấy ở bản này, chất sáp của Original Clay đã đặc hơn, sệt hơn. Ngay khi scoop vào đã thấy độ đặc của sản phẩm. Khi kéo ra tay, chất sáp cực kỳ đặc và miết, tạo ra những đường cực kỳ mượt. Khác với các phiên bản lần trước, lần này Original Clay khi đánh tan hoàn toàn ra tay đã không để lại cảm giác khô lại. Về thành phần, Hairzone luôn tự tin sử dụng những nguyên liệu dầu dưỡng tốt nhất đến cho mọi người. Ví dụ có thể kể đến rõ ràng như dầu argan, dầu ô liu, dầu jojoba, dầu bơ. Và bên cạnh đó không thể bỏ qua những thành phần đặc trưng của một con clay, đó là wax, đó là kaolin, tạo nên độ dư nếp ổn định cho Original Clay. Về mùi hương, Original Clay luôn giữ mùi hương nhẹ nhàng, có chút coca, có chút cam chanh và pha một chút vani ngọt nhẹ. Với mùi hương có độ tỏa từ 3 đến 4 tiếng và cực kỳ an toàn khi anh em phối cùng các nước hoa có tông mùi hoa quả thì sẽ cực kỳ thích mũi. Ở phiên bản lần này thì độ áp lực lên tóc khi apply Original Clay đã giảm đi tương đối rồi. Nhưng mà đương nhiên vẫn giữ được tính chất của một clay, sản phẩm vẫn có độ khô nhất định. Và như các bạn thể thấy là độ phồng trên tóc mình rất là cao. Và đảm bảo với độ giữ nếp này các bạn sẽ không phải lo ngại mũ bảo hiểm gì đâu. Độ bóng trên tóc các bạn để thấy qua ngay cả video này thôi thì độ bóng này là độ bóng chuẩn made. Gần như các bạn để thấy độ bóng này tương tự như bạn không sử dụng bất kỳ sản phẩm gì lên tóc. Độ bóng hoàn toàn tự nhiên cho các em sợ bóng hay đi làm văn phòng mà sợ đầu bếp bẩn gì đó thì đây là một sản phẩm không nên bỏ qua. Ngoài ra về khả năng restyle của sản phẩm thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn luôn. Cứ tưởng tượng bạn đi một ngày gió bão gì đó, hay là bạn phải đội mũ bảo hiểm và tóc bạn tơi bời ra như thế này đi. Chắc bạn chỉ đến thế này thôi. Bây giờ mình sẽ restyle lại cho các bạn. Trong quá trình restyle thì điều duy nhất mình để ý đấy là áp lực lên tóc ở mức trung bình và độ kéo tóc thì gần như ở mức tối thiểu, không có độ kéo tóc nhiều. Mặc dù là mình dùng chai, không sử dụng hỗ trợ tạo kiểu và không tăng ẩm cho tóc. Đối với chất tóc dài mà nói, nếu trong một tình trạng test như thế này thì việc kéo tóc và khô hay áp lực cao là điều dễ dàng xảy ra với các sản phẩm có độ giữ nếp cao. Nhưng Original Clay không gặp phải vấn đề này. Ngoài ra một điểm đáng thú vị khi restyle ấy, vì sản phẩm có áp lực ở mức trung bình mà không quá kéo tóc nên gần như Original Clay đã hạn chế tối đa việc rụng tóc trong quá trình tạo kiểu lại. Đây có phải một thứ mọi người rất là quan tâm đúng không? Như các bạn để thấy là độ phồng chuẩn của Clay, độ phồng cung cấp cho tóc rất là cao. Và texture như các bạn thấy mình đang cào tay đây, hoàn toàn các bạn có thể định nghĩa lọn to hay lọn nhỏ theo cái độ ẩm của tóc. Có nghĩa bạn chỉ cần cho tóc ẩm hơn một chút thì nó có thể sẽ ra nhiều lọn nhỏ chi tiết hơn. Còn text trực tiếp mình đang tạo ra đây thì nó là text lọn to, ngay cả trên mật độ tóc trung bình của mình thì đây là một điều cực kỳ ngạc nhiên đối với mình. Về cách dùng thì như các bạn thấy là mình vừa test cho các bạn, đó là sử dụng trên tóc khô chỉ sấy thôi, không sử dụng sản phẩm hỗ trợ tạo kiểu. Thì đối với cách dùng khô, bạn có thể hoàn toàn cào tay và restyle dễ dàng hàng ngày. Tuy nhiên sản phẩm có thể dùng bằng cách dùng ẩm trên tóc và có thể sấy qua lại hoặc để khô tự nhiên. Và mình sẽ để hình ảnh chi tiết hay là một cái clip ngắn ở đoạn tiếp theo để bạn có thể xem hiệu năng sản phẩm hoạt động trên tóc ẩm như thế nào. Về phần gội rửa thì Original Clay vẫn giữ được ưu điểm,
đó là có thể trôi 90% chỉ với xả nước, và chỉ với một lần dầu gội thì sản phẩm sẽ trôi hoàn toàn đi khỏi tóc. Về lượng dùng của sản phẩm thì đây sẽ là điều các bạn thấy thích nhất ở Rhinoclay bản mới này. Vì thay vì những ngày trước thì chất cream lỏng hơn thì lần này Rhinoclay đã trở nên đặc hơn, cho nên lượng dùng đã tiết kiệm gần mà một nửa. Ví dụ như tóc dài của mình chẳng hạn thì mình có thể sử dụng liên tục hàng ngày thì sẽ khoảng tầm 1 tháng là mình dùng hết một lọ. Thì hiện nay các bạn thể dùng một lọ từ tháng rưỡi đến 2 tháng, thấy không? Cực kỳ tiết kiệm, và đây là cái mình thấy cực kỳ tự hào trong lần làm lại công thức của Rhinoclay lần này. Và đấy là mình chỉ nói quan điểm của tóc dài nhé, bởi vì tóc dài dùng gì cũng tốn. Các bạn nối tóc dài sẽ hiểu vấn đề này. Tuy nhiên, nếu để một người dùng phổ thông dùng với một chất tóc ngắn hơn, kiểu đầu ngắn hơn, kiểu như là pompadour hay là short quip gì đó, thì sản phẩm hoàn toàn đủ sử dụng từ 2 đến 4 tháng. Về thời hạn sử dụng, sản phẩm sẽ có hạn sử dụng là 12 tháng kể từ khi mở nắp, không có gì thay đổi so với bản cũ. Về mức giá, Rhinoclay bản mới này không hề thay đổi về giá, vẫn giữ nguyên 250.000 trên 56g. Tuy nhiên, với lượng dùng tiết kiệm đến một nửa, thì anh em phải thấy là rõ ràng các bạn đã lời gấp đôi với Rhinoclay bản mới so với bản cũ rồi. Tóm lại, đây sẽ là 4 ưu điểm giúp các bạn ra quyết định dễ hơn. Thứ nhất, độ bóng hoàn toàn tự nhiên, phù hợp cho cả người mới chơi và người đã chơi lâu rồi. Thứ hai, sản phẩm có độ giữ nếp tăng cao và hoàn toàn ở trên tóc, giữ được nếp tóc trong tối thiểu là 10 tiếng đồng hồ. Thứ ba, khả năng restyle sản phẩm vô cùng dễ dàng, không gây rụng tóc và không gây rối tóc quá khó chịu. Thứ tư, ưu điểm nổi bật của Rhinoclay vẫn như các bản trước, đó là có thể xả trôi 90% với nước và xả trôi hoàn toàn với một lần dầu gội đầu. Và sau khi xong xem hết clip, mình có thể nhận xét mặc dù đây là một sản phẩm của mình làm ra, tuy nhiên đây là một sản phẩm mình thấy các bạn phải có trong một tủ đồ và nên sử dụng hàng ngày. Để có thể mua sản phẩm dễ dàng hơn hay có những ưu đãi sốc, các bạn có thể xem chi tiết ở link bên dưới. Và đừng quên bấm like, follow, subscribe channel của mình và chờ các video sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.